Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ một xe bồn để điều tra hành vi chuyển tải hơn 12.000 lít dầu DO trái quy định của pháp luật. Trong lúc tuần tra tại khu vực thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng đã phát hiện xe bồn do ông Mai Văn Quyền điều khiển đang chở gần 200 lít dầu DO chuyển cho một xe tải. Qua kiểm tra, ông Quyền không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động chuyển tải nhiên liệu. Qua xác minh, xe bồn thuộc sở hữu của công ty Trí Trung, trụ sở đóng tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhận 12.125 lít dầu DO tại kho xăng dầu PVOI với mục đích cung ứng cho công ty cổ phần xây lắp và khai thác mỏ Bình Sơn. Mặc dù không có giấy phép chuyển tải, nhưng chủ sở hữu xe bồn đã tự ý thay đổi thiết kế, lắp đặt thiết bị bơm trên xe để cung cấp dầu cho phương tiện hoạt động trên các công trường, gây nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Bộ đội Biên phòng tạm giữ phương tiện để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.